Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và ngày hôm nay Lê Hoàng làm clip này tiếp tục giới thiệu cho anh chị và các bạn một bộ sản phẩm combo thu âm Icon Pro và Micro K200 bên Lê Hoàng. Trong suốt thời gian vừa qua thì Lê Hoàng đã chia sẻ combo này cho anh chị và các bạn rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay Lê Hoàng sẽ tập hợp chi tiết cho anh chị và các bạn cùng xem toàn combo nó như thế nào, để khi anh chị và các bạn mua, chúng ta cũng biết là mình mua cái gì và trong đó nó có những cái thiết bị như thế nào ha. Thì một cái combo thu âm ở đây Lê Hoàng sử dụng là sau cạc Icon UBuds Pro 72 hiệu ứng kết hợp với lại micro Tata BC K200. Ở đây thì combo sẽ đi kèm là một cái chân kẹp bàn, một cái màn lọc âm, và ở đây Lê Hoàng có tặng cho anh chị và các bạn một cái tai nghe. Rồi ở đây thì tiếp tục là có tặng cho anh chị và các bạn một cái dây micro hai đầu Canon, rồi một cái jack chuyển 3.5 ra 6 ly. Ở đây thì combo là Lê Hoàng sử dụng cho anh chị và các bạn dây livestream XOX MA2. Đó, toàn bộ combo là nó như thế này, cũng rất là gọn nhẹ. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái hộp với lại một cái bịch như thế này, một cái dây và một cái jack. Rồi thì bây giờ Lê Hoàng sẽ đập hộp nhanh cho anh chị và các bạn cùng xem coi là bên trong hộp sau kẹt của chúng ta thì như thế nào nha. Rồi, bên trong của chúng ta thì sẽ có con sau cạc. Bây giờ Lê Hoàng lấy sau cạc ra. Trong này thì nó cũng có cho chúng ta một cái dây nguồn nè. Dây này chúng ta kết nối máy vi tính để chúng ta lấy nhạc. Và một cái dây nguồn kết nối vào điện gia đình ha. Rồi một cái dây này là chúng ta để kết nối điện thoại để chúng ta lấy nhạc. Và anh chị xem đây, đây chính là con sau cạc Icon UBuds Pro. Thì cái con này là Lê Hoàng đã chia sẻ cho anh chị và các bạn rất là nhiều lần rồi, clip nào cũng thấy hết. Nhưng mà đây Lê Hoàng vẫn nói lại cho anh chị và các bạn nào chưa có xem các clip của Lê Hoàng. Thì con sau cạc Icon Pro này là sau cạc tầm trung. Nó có 72 chế độ Eco Reverb tích hợp sẵn ở đây. Và chúng ta sẽ điều khiển bằng cái nút này, chúng ta chọn. Chọn cái nào thì nhấn vào là nó sẽ chọn thôi, rất là dễ. Ở đây thì chúng ta có thể chỉnh được bass trung treble. Rồi ở đây thì anh chị xem, nó có một cổng micro, hai cổng micro, tương ứng với hai cổng micro thì nó sẽ có hai cái volume cho hai cổng micro đó. Ở đây là để cây đàn, có nghĩa là nhạc cụ, chúng ta có thể sử dụng guitar, organ, piano, ghim vào đây. Cổng này là cổng chuyên dụng để chỉnh cho cổng nhạc cụ này. Nó tùy theo, tại vì khi anh chị và các bạn sử dụng nhạc cụ và hát một lượt đi thì nhiều khi là tiếng nhạc cụ to quá chúng ta có thể vặn nhỏ lại, và tiếng hát chúng ta nhỏ quá chúng ta có thể vặn to lên, để làm sao mà cho nhạc cụ và tiếng hát nó cân đối với nhau rất là tuyệt. Và ở đây nó có hai cái cổng tai nghe, anh chị và các bạn nhìn xem, thì ở đây cũng tương tự là nó cho chúng ta hai cái nút để chúng ta chỉnh hai cổng tai nghe này, rất là xịn luôn. Và có các nút chỉnh đầu vào đầu ra của hiệu ứng, rồi hiệu ứng MC đây cũng có luôn, rất là hay nè. Rồi ở đây thì tiếp tục nó cho chúng ta một cái đường in vào khi sử dụng lấy nhạc từ điện thoại. Còn nếu anh chị và các bạn nào sử dụng máy vi tính thì chúng ta lấy từ đây. Rồi đây là nguồn điện ha. Và ở đây là hai cái cổng để chúng ta ra loa kiểm âm. Đó, rất là tuyệt vời. Đây, con sao cạc này Lê Hoàng đánh giá nó rất là cao. Chúng ta sử dụng âm thanh nó rất là hay luôn. Tất cả sản phẩm là có tem nhãn của Lê Hoàng đàng hoàng hết nha. Đó. Rồi, đây là sao cạc. Và tiếp tục là micro. Ở đây thì Lê Hoàng sử dụng cho anh chị và các bạn đó chính là micro Tata BC-K200 nguồn 48V. Cái hộp rất là chắc ha. Rồi Lê Hoàng cũng mở hộp cho anh chị và các bạn cùng xem luôn. Đó, bên trong nó như thế này. Rồi thì đơn giản thôi, micro thì bên trong chúng ta sẽ có một cái micro, micro K200. Đây chính là micro K200 đây. Này, anh chị bạn nhìn xem, nó rất là đẹp luôn, nó có một cái màu vàng đồng nhẹ nè. Nó Tata K200, mic rất là chắc chắn và bắt âm rất là hay, có tem nhãn logo của Lê Hoàng luôn. Bên trong thì chúng ta lại tiếp tục, nó có một cái bông lọc âm nè, bông lọc âm. Rồi nó có một cái đế micro để chúng ta gắn vào trong cái chân kẹp bàn nè. Đó, thì cái này Lê Hoàng cũng không nói nhiều ha. Rồi thì anh chị và các bạn đã xem cái phần review nhanh của Lê Hoàng Studio. Và ở đây anh chị bạn nhìn xem, đây là sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa con sao cạc Icon UBuds Pro và micro Tata BC-K200 này. Với combo này thì anh chị và các bạn có thể kết nối với máy vi tính, điện thoại, iPad, tất cả các thiết bị có thể phát được nhạc, chúng ta có thể sử dụng rất là ok luôn. Và combo này anh chị và các bạn có thể dùng để thu âm, hát live, livestream tại nhà cùng với bạn bè người thân của mình, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với lại âm ly, loa kéo và chúng ta hát cũng rất là hay.
trong điều kiện trong phòng ha. Và bây giờ thì Lê Hoàng sẽ cho anh chị và các bạn cùng xem một clip test của sản phẩm này. Thì chất âm của nó cũng rất là tuyệt vời. Anh chị và các bạn nào có giọng hát hay hay một tí nữa kết hợp thì chúng ta sẽ hát giống như là ca sĩ luôn đấy. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan anh cũng rời đi khi anh hết yêu. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin anh, em đã rất đau và đừng làm mất em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều đã xem clip của Lê Hoàng. Thì anh chị và các bạn nào yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại là 0989737960, Zalo là 24/24 để có thể đặt mua những thiết bị thu âm livestream như thế này về nha. Và tất cả thiết bị bên Lê Hoàng đều được bảo hành 1 năm 1 đổi 1, có tem nhãn của Lê Hoàng Studio rất là rõ ràng ở đây. Và anh chị và các bạn an tâm nè, khi chị và các bạn nhận hàng về thì nhớ nhắn tin cho Lê Hoàng ở số điện thoại hoặc là Zalo để Lê Hoàng sẽ sắp xếp nhân viên hỗ trợ cho anh chị và các bạn lắp đặt hướng dẫn. Nên mình rất là an tâm về cái phần lắp đặt này, ai cũng có thể làm được hết, từ người lớn đến trẻ em hay là những cái người mà không rành về công nghệ vẫn có thể sử dụng được. Lê Hoàng nói nhanh qua cho anh chị bạn cùng xem. Đây, micro ghim vô đây, nó có dây sẵn hết rồi. Nó, tai nghe ghim ra. Rồi, nguồn điện ở đây. Kết nối máy vi tính thì lấy nhạc từ đây, điện thoại lấy nhạc từ đây, ngõ livestream ở đây là chúng ta có thể sử dụng ngon lành rồi. Rất là dễ dàng như vậy thôi, trong vòng một nốt nhạc luôn. Rồi, cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều và nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh cũng như cái chuông bên cạnh để khi Lê Hoàng có đăng clip lên thì anh chị và các bạn có thể nhận được ngay lập tức nha. Xin cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào. Muốn mua sản phẩm bên Lê Hoàng thì lên YouTube Lê Hoàng Studio coi những cái sản phẩm review trên đó. Thứ hai, anh chị liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại 0989737960 hoặc Zalo 0989737960 hoặc nhắn tin trên Facebook Lê Hoàng Studio thiết bị thu âm chính hãng. Anh chị và các bạn nhớ chú ý nha.